Lời nói đầu tiên Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất hôm nay từ Thiện Ngã Bảy, trao quà của chị Lâm Thị Liên ở Thụy Sĩ, hỗ trợ một phần 100.000 nước tương, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt và mì gói một thùng cho bà con nghèo khó khăn trong mùa Covid. Thay mặt người nghèo ở phường Lê Hiếu thành phố lễ cảm ơn chị, chúc cho chị được nhiều sức khỏe và may mắn hạnh phúc bên gia đình. Dương Hậu số điện thoại 0909096469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Đây là YouTube của Từ Thiện Ngã Bảy, mong quý vị ủng hộ cho Dương Hậu, giúp cho người nghèo quê hương Ngã Bảy. Xin cảm ơn quý vị. Dương Hậu xin mời quý vị sang kênh YouTube xem chương trình thiện nguyện.